ai là người chủ động để bắt đầu dating sau cái việc này đi giảng dạy đó? Ngày đầu tiên lớp lớp của một một đó thì chỉ có hai Dạ. buổi thôi, Vâng. mà hai buổi thì một buổi là ngày 31 tháng 12 là ngày cuối cùng của năm, và buổi thứ hai lại là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân Ủa, cái lớp học gì mà học cách biệt cả tháng trời vậy? Không Tại vì biết. em học nhiều học phần, học 23 học phần thì Anh Cam biết anh sao không? Anh Cam biết sao không? đi. Là học vụ á, người ta sẽ gọi em, người ta bảo là ok thầy ơi, nếu như mà 2 giờ chiều ngày 31 tháng 12 thầy nhận được không? Thì phải cái lịch em ở đài nó rảnh á thì em mới nhận. Hoặc là à lúc đó đang bài đang được duyệt này kia đi, em chạy điên chút xíu để em quay về em dựng tiếp. Tối em hiện 20 giờ vẫn được. Thì em mới nhận. Thì ngày 31 12 nhận được. 14 đến 16 giờ nhận. Rồi tới ngày 14 tháng 2 em cứ nhận hoài. 14 tháng 2 có nghĩa là cái ngày Ngày Valentine. Valentine Đúng rồi. Mà em đi chơi em đâu? giận có nghĩa là em Em đâu đi chơi đâu? Em ế. Thì đúng Rõ ràng trong cái thời điểm đó em ế. dạ Đó. đúng rồi, cho nên là em cũng nhận luôn. Em cũng đặt câu hỏi là ngày đầu thì bình thường không vấn đề gì, nhưng mà ngày thứ hai em kêu là trời, con này cũng đi học ngày 14 tháng 2 hả? Cô cũng ế giống mình. Nhưng mà có cái việc là em cũng quan tâm là ồ tại sao cô vẫn đi học ngày 14 tháng 2, là bởi vì em đã bị ấn tượng với Ngân Anh từ cái ngày mà 31 tháng 12 rồi. Như em nói với anh Khang là em thì chắc là một người mà sẽ phải thuộc khuynh hướng là nếu như người ta thuyết phục được em á thì sẽ thuyết phục được liền. Anh nghĩ là có thể là sau đó cô ấy đã liên hệ, lén lút liên hệ với học vụ để mà đăng ký thêm một cái Em buổi cũng học nghĩ nữa. như anh. Không, Thôi đi, không có, sau đó là không em rất là muốn gặp lại thầy giáo của cái ngày Ngân Anh là 31 tháng planner, 12. Ngân Anh là người đặt làm Cho nên rất là cuối cùng là là có cái buổi học thứ hai đúng không không, em? thật ra thì trong cái lộ trình học là phải học anh này hai môn, một môn đầu là Anh kỹ năng Khang làm phỏng em vấn, môn thứ hai là ứng dụng phim trường thì em cũng phải gặp lại thôi, chỉ là cái Nhưng lịch tại đó sao lại là 14 tháng 2? em cũng cái em đâu biết đâu. Em cố tình đúng không? Vì em là người mới là người được chọn ngày. Đúng rồi, em là người được chọn ngày, em cũng không nhớ là sao em chọn ngày đó nữa. Em nói nè, có thể em bởi vì chú chuột không hề biết rằng đằng sau cái bẫy đó, miếng phô mai đó là một cái bẫy chuột, cho nên là đã bị dính dấu. Có một cách là mà vợ nha. em đã làm để test thử là em có độc thân hay Cái không. này Đó, cái này em nói không nghĩ ra nha.